Bão số 7 vào Biển Đông, diễn biến khó lường. Sáng sớm nay, ngày 30 tháng 10, bão Nanga đã vượt qua khu vực phía nam đảo Luzon của Philippines vào Biển Đông, trở thành bão số 7 năm 2022. Dự báo bão diễn biến phức tạp, khó lường do tương tác với không khí lạnh. Vào 4 giờ sáng nay, ngày 30 tháng 10, tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sau khi vào Biển Đông, bão số 7 có khả năng tiếp tục mạnh thêm, đạt cường độ mạnh nhất khoảng cấp 11, giật cấp 13 khi tiến về gần quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, bão tương tác với không khí lạnh và chịu sự chi phối của hai khối khí áp cao cận nhiệt đới nên đổi hướng di chuyển và diễn biến khó lường. Kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay là trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Đến 4 giờ sáng mai, ngày 31 tháng 10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía đông với cường độ cấp 10 đến 11, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 4 giờ ngày 1 tháng 11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông đông bắc với cường độ cấp 11, giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cường độ mạnh cấp 10 đến 11, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cường độ mạnh cấp 8 đến 9, giật cấp 11. Do tác động của bão số 7, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến 8, sau tăng lên cấp 8 đến 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến 11, giật cấp 13, sóng biển cao 5 đến 7 mét, vùng gần tâm bão 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, biển động mạnh. Dự báo xa hơn cho thấy, từ nay đến tháng 4, 2023, trên khu vực Biển Đông có thể xuất hiện khoảng từ 3 đến 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 2 đến 3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Cơ quan khí tượng cảnh báo, những năm La Nina tác động cần đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp, dị thường. Không loại trừ khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Dự báo tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp từ nay đến cuối năm ở các tỉnh miền Trung. Cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.